Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 139 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi giết chết Minh Nguyệt Đại Đế, hắn đã nhân cơ hội đột phá lên đế tôn cảnh tầng 3, cũng bởi vì biến cố xảy ra mà đế nguyên trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành ma nguyên. Không những thế, vì bị Bắc Ly Mạch truy sát, hắn đã tiến vào bên trong một chiến trường thần hồn của Huyền Băng Sư Tôn của Bắc Ly Mạch. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Đó là do bổn thiếu phúc lớn mạng lớn, nếu như là người khác e là đã sớm hồn bay phách tán rồi, cho các ngươi hai con đường, hoặc là một đao chém chết các ngươi, hoặc là từng đao từng đao chém chết các ngươi, hai vị tự lựa chọn đi. Bắc Ly Mạch nhìn về Dương Khai, giọng nói mang theo một tia ôn hòa, ngươi ta cùng thu tay được không? Bắc Ly Mạch không nghi ngờ gì nữa còn nguy hiểm hơn Huyền Băng. Bây giờ linh thể thần hồn của Huyền Băng còn thể hiện trạng thái nửa trong suốt, căn bản không đáng sợ, nếu như có thể xử được một ma thánh cũng coi như là báo thủ cho Minh Nguyệt đại nhân rồi. Trảm hồn đao định chém xuống chém nát thần hồn của Bắc Ly Mạch, nhưng ở một bên Huyền Băng đã lên tiếng ngăn cản, "Đợi đã, ta có lời muốn nói." Chảm hồn đao dừng lại, Dương Khai khẽ nhíu mày, nếu như là lời vô ích thì không cần nói nữa đâu, ta không có kiên nhẫn. "Ngươi có muốn một ma thánh cống hiến, phục tùng theo lời ngươi không hả?" Ồ ngươi đừng có nói với ta, ngươi có thể giúp ta xử cô ta nhé. Cho dù có sự trợ giúp của ta, ngươi cũng không thu phục được cô ta đâu, có điều, bổn cung có diệu kế. Tạm thời coi như ngươi có bản lĩnh này, nhưng làm như thế có lợi gì cho ngươi chứ, không những không có lợi, ngược lại lại có hại nhiều hơn, nhưng bổn cung nói rồi, bổn cung cho dù chết cũng không để cho tiện nhân này sống yên. Tiểu tử, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, ngươi đừng có trúng bẫy của cô ta. Anh Khai đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn về bác Ly Mạch, trước khi ta chưa cho ngươi nói chuyện mà ngươi dám nói một chữ, thì ta sẽ một đao chém ngươi đó biết không hả? Chỗ người lớn nói chuyện ai cho ngươi chen mõm vào hả? Hắn lại nhìn về Huyền Băng có chút tò mò, nói kỹ xem, diệu kế của ngươi rốt cuộc là gì vậy? Đương nhiên là trồng lạc ấn thần hồn rồi, muốn ta trồng lạc ấn thần hồn trong ma thánh ư, ngươi đang đùa ta à? Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, chính là tu vi thần hồn của tiện nhân này quá cường đại ngươi không thể đột phá phòng ngự thần hồn của cô ta mà thôi. Nhưng nếu như có người chủ động phối hợp thì sao, cô ta là kẻ ngốc chức, sẽ phối hợp làm chuyện này sao? Đương nhiên cô ta sẽ không phối hợp, nhưng bổn cung sẽ phối hợp với ngươi, huyền băng nở một nụ cười giữ tợn cùng đắc ý. Chỉ nghĩ đến việc có thể làm cho bác ly mạch chịu thiệt thòi là nàng ta đã sướng đến run người rồi. Huyền băng, ngươi điên rồi sao, ta muốn ngươi trồng lạc ấn trong thần hồn của bổn cung, sau đó, bổn cung sẽ thử đoạt xá tiện nhân này. Nếu như thành công, sống chết của ta tất nhiên sẽ trong một ý nghĩ của ngươi, còn nếu như thất bại. Thất bại rồi thì làm sao hả, tiện nhân này sẽ thôn phệ thần hồn của bổn cung, vậy thì lạc ấn thần hồn cũng sẽ chuyển nhà sang đó, tác dụng trên người cô ta. Vì thế cho dù là bổn cung thành hay bại, ngươi cũng đều sẽ không nghi ngờ gì mà thu phục được một ma thánh, mối làm ăn này hời quá nhỉ. Bác Ly mạch cả kinh cả người chảy đầy mồ hôi, đừng tin cô ta, cho dù sau cùng ai thôn phệ ai, thì ngươi cũng không thể nào so được với sức mạnh thần hồn của chúng ta. Không cần tốn nhiều thời gian có thể phá giải được lạc ấn thần hồn của ngươi, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như cách một khoảng thời gian ngắn lại ra cố cường độ của lạc ấn thần hồn thì sao? Ngươi, ngươi đang đào hố chôn mình đấy. Bồn cung chẳng qua chỉ đang trả lại tất cả mọi thứ năm đó ngươi làm thôi, bây giờ đã biết sợ rồi hả? Ngươi có biết mấy vạn năm nay vi sư trải qua như thế nào chưa? Nếu như không phải muốn báo thù rửa hận thì vi sư sớm đã tự kết liễu rồi. Tiểu tử, nếu như động lòng thì mau chóng giúp ta một tay đi, nói đi, muốn ta giúp ngươi như thế nào hả? Thúc đẩy sức mạnh của Ôn Thần Liên, bổ sung sức mạnh thần hồn cho bổn cung là được. Mở rộng thần thức ra, để ta tiến vào, rất nhanh, lạc ấn thần hồn đã trồng rồi, tiếp theo đây chính là ân oán giữa ta và cô ta. Tiếp theo giao cho ta là được, ngươi ra ngoài đi, nói rồi Huyền Băng trục xuất thần hồn của Dương Khai rời khỏi chiến trường, còn nàng ta cùng thần hồn của Bắc Ly mạch bắt đầu giao chiến cắn nuốt lẫn nhau bên ngoài vân ảnh đại lục thân hồn của dương khai nhanh chóng trở về bản thể ngươi tỉnh rồi sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy một lời khó nói hết dương khai đem đại khái sự tình kể lại cho anh núi nghe thử ồ vậy mà còn có thể như thế sao bây giờ xem ra ta sợ là đã bị huyền băng đó chơi rồi cho dù ta đã trồng lạc ấn thần hồn nhưng cũng hoàn toàn không thể nắm giữ được sống chết của một ma thánh vậy có cần bây giờ giết bắc ly mạch không anh núi làm bộ dáng cắt cổ vô cùng đáng sợ Ngươi có biết biểu cảm của ngươi bây giờ rất giống với một ma vương mà trước đó ta đã đánh không? Vở kịch làm phe phản diện để cho ta làm là được rồi. Đợi xem thế nào đã, cho dù không thể nắm giữ được sống chết của à ta, nhưng lạc ấn thần hồn cũng không phải là không hề có tác dụng, bây giờ xem có tác dụng lớn thế nào rồi. Chỉ sợ thời gian không đợi người, huyết lịch và ngọc như mộng đã đến vân ảnh đại lục rồi, nhanh thế sao, có cần dẫn ngọc như mộng đến đây không? Không cần, chuyện bên này tạm thời đừng để cho cô ta biết, tín nhiệm của ta với cô ta vẫn chưa đến mức độ tiết lộ hết tất cả. Đúng lúc này, bác ly mạch từ bên trong chiến trường tỉnh lại, cảm giác đau đớn khi bị bàn tay của anh khai đâm xuyên ngực ập đến, nàng ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Bác ly mạch là cô đúng không, là ta, nói vậy thì, huyền băng chết rồi hả? Ngươi rất thất vọng sao, thất vọng thì không đến nỗi, đối với ta, các ngươi ai sống ai chết không quan trọng, dù gì cũng chả phải thứ tốt lành gì. Bây giờ có thể rút tay ngươi ra được chưa vậy? Ngươi không cảm thấy như này rất thất lễ đối với một nữ nhân sao chứ? Hừ, ngươi là ma thánh, không phải nữ nhân bình thường, tuy nói vậy nhưng anh Khai vẫn thu tay lại, trong đầu thử vận dụng thần hồn lạc ấn xem thử. Bác Ly mạch trong phút chốc cả đầu đau đớn, tức hải như muốn vỡ nát, nàng ta không nhịn được ôm đầu kêu thảm thiết a a a. Ngươi làm cái gì thế? Thử uy năng của Lạc Ấn thần hồn xem lớn như nào thôi ấy mà, mau dừng tay, ngươi muốn giết ta sao? bớt làm bộ làm tịch trước mặt ta đi, ta biết cho dù có lạc ấn thần hồn, ta cũng sẽ không thể giết được ngươi, nhưng không hề ngăn ta mang lại đau đớn cho ngươi. Nhớ kỹ cảm nhận này, nếu như ngày nào đó ngươi dám có ý nghĩ gây bất lợi cho ta, thì đau đớn và sợ hãi sẽ đồng hành với ngươi cho đến khi ngươi chết. Cái tội dám đắc tội anh khai, để anh khai nhà ta nắm được thóp, ngươi tới số rồi. Âm thanh thảm thiết đau đớn của bác Ly Mạch không ngừng vang lên, sau cùng anh khai mới chịu buông tha, hiệu quả không tồi, cả người bắc ly mạch bùn rùn toàn thân ướt đẫm vì ra quá nhiều mồ hôi đau đớn thần hồn dày vò dù không chết nhưng ai cũng không muốn trải qua cảm giác đó trong mắt của nàng ta ánh lên một tia cam phẫn tiện nhân huyền băng kia chết rồi mà vẫn đâm ta một nhát còn đang suy tính thì bàn tay của anh khai đã chụp đến mở thức hải ra ta cần tăng cường thần hồn khắc ấn một chút đừng có bày ra dáng vẻ giống như bị ta lăng nhục muốn ta phải chịu trách nhiệm như vậy nếu như bị như mộng nhìn thấy gây ra hiểu lầm thì không hay đâu thấy nàng ta vẫn lặng yên ngồi gió dương khai lại một lần nữa vận dụng thần hồn lạc ấn những lời giống nhau ta sẽ không nói lần hai đâu bắc ly mạch cắn răng cố nhịn cơn dày vỏ, ta cảnh cáo ngươi tăng cường khắc ấn thì tăng cường khắc ấn nếu ngươi dám dòm ngó bí mật của ta bản tôn sẽ liều với ngươi đấy yên tâm con người ta không có thói quen nhỏ ngó chuyện đời tư của người khác được rồi ta cần một phần thần hồn khắc ấn của cô chắc chắn thánh tôn có lẽ có thể thỏa mãn được yêu cầu của ta nhỉ Ngươi phải có chừng mực, nếu ta không thỏa mãn thì ngươi có thể làm gì ta chứ, vậy thì cũng không sao. Như Mộng đang ở Vân Ảnh Đại Lục, ta có thể dẫn cô ấy đến đây, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui vẻ nói chuyện nghiêm túc với cô đấy. Cái gì? Ả à, là kẻ có sức mạnh thần hồn lớn mạnh nhất trong số chúng ta, nếu như ta rơi vào tay ả, à, chắc chắn sống không bằng chết. Hơn nữa cứ cho ngươi lấy được một phần thần hồn khắc ấn của ta thì đã sao chứ? Dù sao cứ cho ngươi hủy đi khắc ký đó. TA chẳng qua chỉ là bị thương một chút mà thôi, không đến mức phải chết, ta biết, nhưng có thì vẫn tốt hơn không. Được rồi, nhưng ngươi phải bảo đảm sẽ đối tốt với ta, nếu không bản tọa sẽ không nghe theo đâu. Nếu như cô cảm thấy sự bảo đảm của ta có tác dụng, vậy thì ta cho cô một sự đảm bảo thì có sao đâu chứ, thôi vậy, miệng lưỡi nam nhân, thứ lửa người. Tốt nhất cô đừng thử phá giải thần hồn khắc ấn kia, cứ một khoảng thời gian ta đều sẽ kiểm tra một chút, nếu như để ta phát hiện, nhất định sẽ khiến cô cầu sống không được, cầu chết không xong, biết rồi. Ngoài ra, việc giữa hai ta không được để bất kỳ ai biết, Ngọc Như Mộng cũng không được nói sao, đó là việc của ta, cô không cần bận tâm. Kỳ lạ, các ngươi chẳng phải có tâm ấn bí thuật ràng buộc sao, sao ngươi vẫn đề phòng cô ta như vậy chứ, liên quan quái gì đến cô. Dương Khai bỗng chợt quay người dùng tay chạm nhẹ lên bộ ngực căng tròn của Bắc Ly Mạch khiến nó rung rung, ngươi làm gì hả, đưa nhẫn không gian cho ta. Cái gì, còn dám cướp của ta, có phải ngươi điên rồi không hả? Dương Khai nhìn về anh núi một bên, dẫn như mộng đến đây đi, ấy ấy, đưa ngươi đưa ngươi, đưa ngươi mà. Hai mắt của Dương Khai lóe lên tinh quang, nhẫn không gian của một vị ma thánh, ít nhất cũng có tích lũy vạn năm. Sẽ có rất nhiều thứ tốt đây, he he he, cái thật xấu cướp đồ đã ngấm vào máu rồi, không tài nào bỏ được. Anh Khai lục lọi tìm vạn ma đan bên trong nhẫn chữ vật, mới hơn một vạn thôi à, chỉ có chút vạn ma đan thế này thôi sao, có phải cô đã lén giấu đi không hả? giấu cái gì mà giấu chứ? trong tay ta nuôi nhiều người vậy, không cần ăn cơm hả? không cần nhận thưởng chắc? nếu không tin ngươi đi hỏi Ngọc như mộng xem thử trong tay cô ta có bao nhiêu vạn ma đan đi? người gì đâu mà tham lam? Dương Khai sau đi hút một vòng trong những chữ vật thì mới ném trả lại cho Bác Ly Mạch. nàng ta kiểm tra qua mà khóc hết nước mắt. ngươi được lắm, mới một lúc đã cướp mất tích lũy nửa đời của ta. ngươi tu đạo chúng ta sao có thể gọi là cướp được chứ? Ta vẫn để lại cho cô 100 viên vạn ma, còn chưa nói hết thì trên bầu trời đã nhanh chóng bay đến hai điểm sáng, Dương Khai liếc mắt về Bắc Ly Mạch cảnh cáo, không nên nói thì đừng nói. Vừa mới bay đến, Như Mộng đã giang tay che chắn trước người Dương Khai đề phòng Bắc Ly Mạch, tiện nhân này đã làm gì chàng rồi vậy, ta không sao. Nhìn vết thương trên ngực Bắc Ly Mạch vẫn đang còn chảy máu, vậy tiện nhân này là làm sao vậy, chắc không phải chàng đã đả thương cô ta đó chứ, khậc khậc. Cười cái gì mà cười con cười sẽ đánh gãy răng ngươi, cô vậy mà lại không đắc thủ, thật đúng là khiến người ta bất ngờ đó. Ngươi có giỏi thì ngươi lên đi, ta và cô liên thủ nhé, xong việc lại thảo luận tiểu tử này sẽ thuộc về sở hữu của ai." Lời vừa dứt ở bên cạnh Ngọc Như Mộng Ma Nguyên đã bùng lên, sát ý nổi lên ập đến người của huyết lịch, "Ta xem kẻ nàng dám." "Nếu như ngươi ra tay, tự mình ra tay là được, việc ở nơi này ta sẽ không nhúng tay vào nữa." "Ồ, thức ăn đến miệng rồi cô còn không ăn?" lúc trước sao ta không phát hiện mụ đàn bà này có bệnh vậy? Bởi vì ta, ta không muốn đắc tội hoang lão đại, liên quan gì đến hoang lão đại chứ? Ngươi quên rồi hả? Hoang lão đại lúc trước từng nói, trừ phi là tiểu tử này thật sự trở thành người trong tộc, mới có thể đảm bảo phần cơ duyên này, đến nay hắn đã có tư cách rồi. Theo bàn tay của bác Ly mạch chụp tới, ma nguyên trong cơ thể Dương Khai bị áp chế liền tự động bùng ra hộ chủ, tiểu tử này không phải nhân tộc sao, lúc nào lại trở thành người trong ma tộc ta vậy. Dương Khai cả người bùng ra ma khí, mái tóc nhanh chóng dài ra một màu đen như sâu thẳm vô tận, huyết lịch cùng ngọc như mộng trong mắt đều hiện lên nét không thể tin, sao có thể chứ? Thế nào hả? Bây giờ ta chắc cũng tính là một phần tử của ma tộc rồi chứ nhỉ? Huyết lịch liếc mắt nhìn về Bắc Ly Mạch truyền âm, Bắc Ly Mạch không chút giấu giếm liền nói, ngươi tự minh làm chuyện bịt tai trộm chuông là được rồi, đừng hòng lôi ta cùng xuống nước. Nghe vậy như mộng liền nổi giận, huyết lịch, ngươi còn muốn có ý định quỷ quái gì hả? ta chỉ là chúc mừng ngươi một tiếng mà thôi, làm gì có ý định quỷ quái gì chứ, con mở nó. Con đàn bà Bắc Ly Mạch này cũng bị thần kinh, sao lại trực tiếp nói ra thế, hắn nào đâu biết Bắc Ly Mạch đã bị gieo thần hồn lạc ấn, làm gì dám có tâm tư dám làm hại anh khai chứ. Không có gì mà đáng chúc mừng cả, đây vốn là cơ duyên của Dương Khai, chuyện Dương Khai nhập ma ta sẽ nói với Hoàng Lão Đại, kết quả sau cùng sẽ do hắn định đoạt, các ngươi nên đi đâu thì đi đến đó đi, là nên nói một tiếng với Hoàng Lão Đại. Quyết lịch bay đi ngọc như mộng lúc này mới nhìn qua bắc ly mạch nhíu mày ngươi lại đang có ý định quỷ quái gì hả ta làm gì có ý định quỷ quái gì chứ ta thích tên tiểu tử này rồi không được sao thật sự như thế sao còn có thể giả được sao nếu không phải các ngươi đến nhanh thì ta và hắn đã gạo nấu thành cơm rồi được đấy nếu như ngươi thật sự có ý này ta thành toàn cho các ngươi thì cũng có sao chứ cứ ở đây lấy trời làm chăn lấy đất làm giường để ta xem các ngươi thành toàn chuyện vui như nào đừng thấy nữ nhân này đã đóng tuổi rồi, vẫn chưa trải qua chuyện được nam nhân vỗ về đâu. Nếu như ngươi thật sự có được cô ta, cũng coi như được hời rồi, gì, nói cứ như kiểu ngươi được nam nhân vỗ về rồi ý. Có vấn đề gì sao hả, ngươi nói cái gì cơ, khi thế hai người bùng lên đối trọi gay gắt lần nhau. Anh núi thấy thế liền cáo từ tạm biệt với anh khai, ta có chuyện đi trước nhé, huynh đệ, bảo trọng à. Cứ tưởng sẽ đánh nhau, nào ngờ Bắc ly mạch quay đầu nhìn về Dương Khai, hừ, chuyện ngày hôm nay coi như người nợ ta một ân tình, ngày khác ta sẽ tính sổ với người. Nói rồi nàng ta liền thả người bay đi, Dương Khai cũng không ngăn cản, qua một thời gian nữa ta phải đến ngạo tuyết đại lục xem xem, đừng để cô ta phá thần hồn lạc ấn. Nữ nhân đó đã làm gì ngươi rồi, chả làm gì cả, vậy ai đã thương cô ta thế, không rõ lắm, lúc cô ấy đến thì đã thế rồi. Ngọc như mộng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm Dương Khai, mà anh khai mặc dù cả người đã đổ đầy mồ hôi vẫn quyết định bịt miệng không hé răng. Bỗng ngọc như mộng tiến đến, dơ lên bàn tay để cho nam nhân nắm, đừng lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể làm gì được ngươi, ta không lo lắng, ngược lại là ngươi, lần này ta gây không ít phiền phức cho ngươi rồi. Giữa chúng ta mà còn cần nói những lời này sao chứ, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở ấm nóng của nam nhân phả vào mặt, như mộng hai mắt mê ly tràn đầy nhu tình. Không nhịn được nàng liền ngón chân đưa môi thơm dâng lên, hai chiếc lưỡi như một thói quen nhanh chóng cuốn lấy nhau trao đổi hương tân ngọc dịch hai người hôn nhau đám đuối ai cũng muốn đối phương cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho môi lưỡi triển miên không biết qua bao lâu rồi cái gì đến cũng đến như mộng ý niệm vừa động dương khai cùng nàng đã xuất hiện ở hành cung của vân ảnh thành quần áo dương khai được mỹ nhân từ từ được cởi bỏ môi hai người vẫn dính liền lấy nhau ngọc như mộng để mặc cho bàn tay của hắn nhào nặn đoàn mềm mại trước ngực thành muôn hình vạn trạng không biết tại sao ta cảm thấy lần này nếu như còn lướt qua như trước đây. Bản thân nói không chừng sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nói rồi nàng tự động cởi bỏ xuống tầng y phục của chính mình khẽ nằm lên giường. Cảm giác của nữ nhân thật sự rất nhạy bén, vì chính anh khai nhà ta cũng đã tự cho bản thân hắn cơ hội cuối cùng đối với nàng. Thân ảnh mỹ nhân mềm mại, những nơi cần to thì lớn vô cùng, xương quay xanh tinh xảo, vòng eo thon gọn, dưới lỗ rốn tinh mỹ là một vùng cỏ thơm đầy mê hoặc được cắt tỉa gọn gàng đây không phải là lần đầu tiên hai người trần chuồng đối diện nhau nhưng cảm thấy cảm giác lần này thật không giống ngọc như mộng ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cường liệt của anh khai bàn tay khẽ đưa lên chặn động tác của nam nhân đừng ta à, sợ sao nào nàng lại là mị ma đấy mị ma thì làm sao chứ lần đầu tiên ai không sợ chứ trái ngược quả thực quá ngược anh khai nhìn bộ dáng nhu mềm yếu đuối của nàng cả người hưng phấn hắn đặt đúng vị trí sau đó vùng hông ấn mạnh a à, một thanh âm vang lên khắp căn phòng dương khai có thể cảm giác bản thân vừa mới tiến vào một nơi ẩm ướt ấm áp không ngừng siết chặt bàn tay hắn nắm lấy tay mỹ nhân để cho nàng cảm nhận được sự che chở theo một lần húc mạnh cảm giác xuyên qua lớp màng mỏng manh của mỹ nhân dương khai bất chợt sững người bên dưới hạ thân nơi giao nhau giữa hai người một cỗ năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng truyền lên đầu ngay sau đó liền tiếp nhập vào bên trong thức hải dương khai có chút cả kinh sức mạnh này là chưa dừng lại ở đó cỗ năng lượng kia làm cho thức hải của hắn chấn động, thần niệm của hắn như được dung nhập vào một nguồn năng lượng khổng lồ không ngừng để thăng. Còn đang kinh ngạc không thôi bỗng nghe thanh âm tỉ tê của mỹ nhân, ưm um, ưm, um, ngoảnh đầu nhìn lại. Ngọc như mộng lúc này một mắt mở ra bên trong có một giọt lệ đang chảy, nhưng trên mặt nàng là một sự nhu hòa cùng mỉm cười. Từ trong con mắt đó một làn sóng âm tức tốc tỏa ra bao trùm lấy dương khai, cô ấy đang vỗ về thức hải của ta, thần niệm dương khai tăng lên vô cùng vững chắc. Lúc tấn thăng đế tôn tam tầng cảnh, Sức mạnh thần hồn của ta đã có một lần tăng vọt, nhưng so với tình huống trước mắt này thì quả thực không có gì đáng nói, đây chính là sức mạnh nguyên âm của ma thánh sao. Cảm nhận được lợi ích từ việc phá thân mỹ nhân, thần hồn của hắn vẫn đang không ngừng đề thăng, Dương Khai cúi người lau đi vài giọt mồ hôi trên má nàng, như mộng, nàng, ừm, sức mạnh thần hồn của ta. Tâm cảnh của ta lúc này yên tĩnh hơn bao giờ hết, thậm chí còn hận không thể cứ mãi tiếp tục cùng cô ấy cái cảm giác càng ngày càng thấu triệt xung quanh này khiến cho anh khai như muốn chìm đắm hơi thở càng lúc càng gấp gáp anh khai đã không thể chịu nổi nữa mười ngón tay đan vào nhau dương khai thân dưới bắt đầu tăng tốc chiếc giường rung lắc dữ dội trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp cùng tiếng rên của mỹ nhân hai người kéo đại chiến 300 hiệp kéo dài liên tục 3 ngày ba đêm một ma thánh như như mộng cũng có chút không chịu nổi đối với nam nhân nàng du di cũng là lần đầu mà anh khai nhà ta thì đã có bốn bà vợ bị hắn quần cho chết lên chết xuống chỉ có thể nằm bẹp trên giường ngủ sâu. Dương Khai khoác lên người quần áo đi ra đình viện, nhớ lại thì ta lại có thể dễ dàng có được như vậy, nếu cô ấy đã tình nguyện giao hết bản thân mình cho ta, vì không cần nghĩ nhiều đến lời của Minh Nguyệt đại nhân và Bắc Ly mạch nữa ư. Thái độ lúc đó của ta tại sao lại cương quyết như vậy, một là chiếm hữu cô ấy, hai là đường ai nấy đi, là vì sau khi tẩu hỏa, tâm tính của ta có sự thay đổi ư, trong lúc đang suy tư thì một bóng kiếm lóe lên, đi chết đi. Dương Khai giơ tay, Ma Nguyên nhanh chóng bao phủ lấy thanh kiếm, nhìn kỹ lại thân ảnh vừa đánh lén hắn là Lý Thi Tình, không ngờ người đầu tiên gây phiền phức cho ta lại là cô. Dương Khai bay lên một trưởng đánh tới bụng nàng khiến Lý Thi Tình rơi bịch xuống đất, chưa có chuẩn bị gì đã chạy đến đây, cô ngốc quá. Lý Thi Tình không nói gì cố gắng đứng dậy, bàn tay run run muốn nhấc lên thanh kiếm, vô dụng thôi. Dưới chấn động của Ma Nguyên, đến cả đế nguyên cũng không dùng được chứ dừng nói là cầm nổi kiếm ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Minh Nguyệt đại nhân, vì sao chứ? Sao ngươi lại giết ngài ấy chứ? Tại sao? Tại sao chứ? Nước mắt của Lý Thi Tình không nhịn được mà trào ra. Nàng tuy ngốc nghếch nhưng cũng biết Minh Nguyệt đại đế khó thoát, chẳng qua bởi vì người ra tay là Dương Khai, điều mà nàng dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy, cho nên nàng có chút không chịu nổi. Đại nhân đã không còn, nói nhiều cũng vô ích. Dương Khai tiến đến đánh ngất nàng, đưa cô ấy xuống dưới canh trường đi, không có gì đáng xem cả, giải tán hết đi quay trở lại phòng ngủ bên trong hành cung, như mộng mệt mỏi nằm trên giường nhìn hắn, tha cho cô ta thế hả, cô ta muốn giết chàng đấy. So đo với cô ta làm gì chứ, ngược lại ta muốn so đo với nàng hơn, dừng lại đi, ta có chút không chịu nổi rồi. Dương Khai ghé sát lại vành tai của như mộng thầm thì, nàng là ma thánh, khả năng khôi phục không yếu thế này đâu nhỉ, bàn tay của hắn từ lúc nào đã xuyên qua lớp phải bắt đầu nhào nặn. Rốt cuộc chàng muốn thế nào hả, như mộng biết ý định của nam nhân, cả người khẽ ngửa ra, ta muốn làm mưa làm gió. Nói rồi quần áo của mỹ nhân bị xé tan, Dương Khai nhanh chóng đè lên thân thể của nàng, cả căn phòng một lần nữa tràn ngập xuân sắc. Không biết qua bao lâu, đã qua bao nhiêu trận chiến, Ngọc Như Mộng cả người đầm đìa mồ hôi thở dốc nhún nhảy những giai điệu cuối cùng. Theo tiếng gầm của nam nhân cùng một đoàn nóng hổi bắn tới, Như Mộng cả người vô lực như muốn siêu thoát, hư quá, giờ thỏa mãn chưa hả? Nhìn mỹ nhân sụi lơ nằm như chú mèo con, nếu mỗi ngày làm một lần thế này thì thật sự quá thỏa mãn, đừng mơ, lần này là ngoại lệ, sau này đừng mơ động vào ta. Dương Khai vội nâng mặt như mộng lên mà nắn, đây là ý gì hả, đợi chàng thánh ma thánh thứ 13 của ma vực thì chàng muốn gì ta cũng chiều, vậy thì phải đợi đến mùa quyết năm nào chứ. Nay chàng đã là người đàn ông của ta rồi, vậy thì phải có tư cách xứng với ta, ta là ma thánh, người xứng với ta chỉ có ma thánh. Đàn ông của ma thánh mà chỉ có tu vi thượng phẩm ma vương thì đúng là không xứng thật, ta cũng đâu thể cả đời làm chạn vương được mãi. Đúng rồi, sao chàng đột nhiên hoàn toàn nhập ma vậy, ta đang định hỏi nàng đây, trên đường bỏ chạy thì đột nhiên có một khí cơ dao động, ép ta phải về vân ảnh thành tiến hành đột phá, lúc đột phá. Dương Khai đem đại khái một số tình huống bên trong thức hải kể lại, đương nhiên có vài việc như ôn thần liên hắn sẽ không kể, chàng là nói có một bóng đen trà trộn vào thức hải của chàng sao. Đúng vậy, sau khi ta giết chết bóng đen ấy thì cả thức hải đều bị nhiễm ma tính, sức mạnh trong cơ thể cũng theo đó mà trời long đất lở nàng biết bóng đen kia là gì không ta không tận mắt chứng kiến nên không phán đoán được nhưng chàng may thật đấy có được cơ duyên đại đế lại đột phá được nút thắt của mình nay đến cả tu vi thần hồn cũng sắp tăng vọt lên rồi nhỉ nàng đã dự liệu được từ trước sau chàng cho rằng trước kia tại sao ta lại không ngăn chặn chàng chứ còn không phải vì sợ chàng không thể chống cự nổi được áp lực của thần hồn chi lực mang lại khi tăng lên ư ừ. ta cảm giác được ngoài thần hồn ra thì hình như có gì đó khác nữa Ta tinh thông mê hoặc thuật, nên sau này chàng sẽ có sự đề kháng rất lớn đối với thần hồn bí thuật cùng loại, nhưng cũng chỉ hạn chế ở thần hồn bí thuật mê hoặc mà thôi, có còn hơn không? Dương Khai, chàng không phải thật lòng đến ma vực với ta, chàng đến ma vực thực ra là vì Minh Nguyệt, đúng không hả? Khi chàng đón nhận nguyên âm chi lực của ta thì thần niệm của ta và chàng dung hòa, khiến ta ít nhiều cũng phát giác được một số tâm tư của chàng. Dương Khai mày nhíu lại, nhưng sau khi suy nghĩ hắn liền trực tiếp đối diện với ánh mắt của Ngọc Như Mộng, đúng thế, thực ra ta đến ma vực là vì Minh Nguyệt đại nhân. Chàng lừa ta, ma nguyên của Như Mộng bùng lên đánh bay Dương Khai ra một đoạn, nàng muốn giết ta ư? Chàng nghĩ ta không nỡ giết chàng ư? Ai, vậy nàng ra tay thử đi, Ngọc Như Mộng lao tới không chút do dự một ngón tay đâm vào ngực Dương Khai, thử là từ trần đấy. Máu tươi chảy xuống sàn, nhưng động tác của Ngọc Như Mộng cũng đã dừng lại, ma nguyên tán đi, biết ngay nàng không nỡ mà. Lừa người vui lắm sao? Ta hỏi chàng, tâm chàng ở ma vực hay là ở tinh giới? Tim ta đương nhiên là ở chỗ nàng rồi. Trả lời nghiêm túc, tâm ở ma vực thì đã sao, tâm ở tinh giới lại thế nào chứ? Nếu tâm tại ma vực, mọi thứ lúc trước coi như bỏ qua, ta sẽ toàn lực giúp chàng bước lên bảo tọa của Ma Thánh thứ 13. Nếu như tâm ở tinh giới, từ nay về sau ta sẽ không quản việc sống chết của chàng nữa. Nếu ta nói tâm ta tại ma vực nàng có tin không hả? Chàng đã triệt để nhập ma sức mạnh trong cơ thể cũng chuyển hóa thành ma nguyên, cho dù quay về tinh giới, bên đó có thể tiếp nạp chàng sao, vì sao còn ngoan cố cứng đầu chứ. Sức mạnh trong cơ thể nói lên gì chứ, võ giả đời ta chỉ hỏi bản tâm, chỉ cần biết không thẹn với lòng, cần gì phải sợ thiên lôi kia chứ. Nhìn bộ dáng tự tin của nam nhân, ánh mắt của như mộng có chút thất thần nhìn đến si mê, phải nói khi nam nhân tự tin chính là một liều thuốc chí mạng cho nữ nhân. Như mộng, ma vực bệnh rồi, Ma tộc nếu muốn tìm đường ra chỉ có triệt để chiếm cứ tinh giới, nhưng tinh giới sao có thể dễ chiếm như vậy chứ? Hai bên liều đến cuối cùng cũng chỉ lưỡng bại câu thương, sinh linh đổ than. Đây là kết quả không thể nào tránh được, từ giây phút thông đạo hai giới mở ra, ma vực và tinh giới đã là kết cục ngươi chết ta vong rồi, có lẽ còn có một loại kết quả khác. Chắc không phải chàng muốn nói sinh linh hai giới còn có khả năng sinh sống hòa bình chứ? Chàng cũng không phải người ngây thơ như vậy. Nếu như không có vô số thương vong như vậy, có lẽ cũng chưa chắc nhưng đến nay vô luận là ma vực hay là tinh giới đều tử thương vô số dưới huyết hải thâm thủ thế này sao có thể sinh sống hòa bình được đây vậy một cách khác mà chàng nói kết cục là gì đây phân tranh của tinh giới và ma vực quy cho cùng chẳng qua là vì sinh tồn mà thôi nếu như mặc cho chiến tranh hai giới tiếp tục tiếp diễn cho dù ma vực thật sự có được thắng lợi cuối cùng cuối cùng sống sót lại có mấy người chứ không tính đến những ma tộc tầng thấp kia cho dù là những ma thánh như các nàng sợ là cũng không có mấy người có kết cục tốt ngọc như mộng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chàng vậy mà lại nhìn sâu xa như vậy ta dù gì cũng đã ở lại ma vực bên này lâu như vậy nếu như đến một chút cũng không hiểu vậy chẳng phải uổng công đã đến sao cứ cho chàng nói không sai vậy thì có thể thế nào chứ phàm là kẻ thông minh thì đều đang tìm kiếm đường sinh tồn cho chính mình chiến tranh hai giới không phân thắng thua là vĩnh viễn không thể nếu như tìm được một nơi có thể tiếp nạp tất cả ma tộc thì sao chàng là nói một đại thế giới khác sao. Không sai, vô luận là ma tộc tầng thấp nhất hay là đám ma thánh các nàng, đều có thể sinh tồn yên ổn ở thế giới mới này, có thể nói là một ma vực hoàn toàn mới. Chàng biết thế giới đó ở đâu sao? Tạm thời thì chưa biết được, nhưng ta sẽ tìm được thôi, vậy chàng phóng dám. Dương Khai nắm lấy cánh tay của mỹ nhân, "Như Mộng, nếu thật sự có nơi như vậy, nàng có nguyện giúp ta một tay không? Chàng muốn ta giúp chàng thế nào đây?" hãy thuyết phục những ma thánh khác đem tất cả ma tộc dịch chuyển qua đó thiên phương dạ hành có lẽ lúc đầu ma vực vì sinh tồn mà gây ra chiến tranh giới nhưng đến giờ còn có mấy người có thể giữ vững lòng tin ma tộc đều là đám gia hỏa thị huyết máu chiến những người khác tạm thời không nói ta chỉ hỏi nàng nếu thật sự đến lúc đó nàng sẽ lựa chọn thế nào nếu thật sự có một nơi như thế đến lúc đó rồi tính vậy ta phải về thánh thành rồi chàng đi cùng với ta trước khi hoang lão đại chưa nói gì chàng lưu lại nơi này không an toàn, có gì muốn dẹp dọn thì dọn dẹp nhanh đi, ta đợi chàng bên ngoài. Còn nhìn nữa, chết tiệt mà, xem ra trong lòng cô ấy còn có ta, hơn nữa, ừm, góc độ này, cũng lộ ra bá khí lắm. Một hồi lâu sau, xương phòng của Dương Khai mị ảnh đại lục, hắn ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần thì tiến vào dược viên ở tiểu huyền giới, đại nhân, mười mấy ngày trước người mà ta đưa đến đâu rồi, đại nhân mời theo ta đi. Đi tới trên một cây lớn, trên ngọn cây được bao phủ trong những chiếc lá có thân thể của Minh Nguyệt Đại Đế, khi chủ nhân đưa hắn đến, hắn đã hồn bay phách tán rồi, chỉ còn lại một cái xác, nhưng ta có thể cảm nhận được, khi hắn rời đi là đang cười. Dương Khai cả người quỳ dạp đầu dập mạnh xuống đất, đại nhân tại thượng, vãn bối Dương Khai xin thề ở nơi này, nhất định không phụ sự ủy thác của đại nhân, liều chết bảo vệ ý chí tinh giới, giữ cho sự an nguy của tinh giới ta, mong đại nhân ở trên trời có linh sẽ bảo vệ chúng a. À. Nước mắt nam nhân không chảy vô nghĩa nhưng lần này Dương Khai thật sự khóc rồi, hắn bi thương cho một cuộc đời của một anh hùng. Hắn đau thương vì chính tay của hắn giết chết vị anh hùng đó, những ngày qua hắn cố gắng nhốt sâu sự ái náy cùng đau buồn vào trong lòng, nhưng giờ phút này đã không thể kìm chế được nữa. Hắn khóc như một đứa trẻ, hắn gào lên, đầu không ngừng dập mạnh xuống đất, ta nhất định không phụ sự ủy thác, cánh bướm bay đến như an ủi vỗ về, Dương Khai trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ đứng dậy. Trước khi ta quay về tinh giới, chỉ có thể nhờ các ngươi vất vả chăm sóc thi thân của đại nhân thôi, đại nhân cứ yên tâm. Bay đến một nơi khác trong tiểu huyền giới, tên ma vương ít ngày trước bị hắn nhốt vào đang đứng trên mỏm đá nhìn trời, "Này tên kia." Nghe tiếng Dương Khai, tên này liền nhào tới ôm lấy bắp đùi của hắn, "Đại nhân, ta cuối cùng cũng gặp được ngài rồi, cầu xin ngài thả ta đi mà, hu hu." Nơi quái quỷ này chẳng có vật sống nào hết, giống như cả thế giới này chỉ còn lại mình ta thôi vậy, ta thật sự không chịu nổi đâu, ta nhớ ngươi tên là Hoắc Luân nhỉ? Dạ, tiêu nhân đúng là Hoắc Luân, ngài có gì phân phó cứ việc mở lời, lên núi đao xuống biển lửa tiểu nhân cũng tuyệt đối không nhíu chân mày, chỉ cầu đại nhân đừng nhốt ta ở nơi này thôi. Nơi này mang đến cảm giác cho ngươi có gì khác ma vực không, thiên địa năng lượng không tính là dồi dào, pháp tắc rõ ràng mỏng manh, nếu ở lại nơi này lâu hơn, tu vi sợ là sẽ rút lui đến nguy hiểm. Hiện giờ ta có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi, nếu ngươi có thể hoàn thành tốt, tương lai chưa chắc đã không thể khôi phục sự tự do, thật sao đại nhân mời nói tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm hoàn thành ngươi cứ yên tâm ở lại đây thế giới này trong tương lai không lâu sẽ xảy ra biến hóa không thể ngờ tới ngươi cần là chỉ đem tất cả biến hóa ghi lại trong lòng sau đó thành thật báo cho ta có thể một ngày nơi này sẽ trở thành một ma vực khác cũng nên ánh mắt hai người nhìn về nơi xa hoác luân thì vẫn chưa hiểu nhưng anh khai thì trong mắt hiện lên một nét chờ mong một lúc sau dương khai thần niệm quay về bản thế bắt đầu tu luyện cũng may sức mạnh trong cơ thể ta đã hoàn toàn chuyển hóa xong ma nguyên hùng hậu tinh thuần kia vận chuyển trong kinh mạch cũng không bị ùn tắc chút nào dựa vào trạng thái của ta hiện giờ chính là một thượng phẩm ma vương tiêu chuẩn rồi đợi sau khi về tinh giới liệu ta có bị người khác coi là ma tộc mà đuổi cùng giết tận không nhỉ thôi vậy việc quay về thì để quay về rồi tính nếu như ta đã là thượng phẩm ma vương rồi vậy thì cứ yên tâm mà tu luyện đi đến ma vực lâu vậy rồi vẫn chưa từng tu luyện Thử tác dụng của vạn ma đan xem sao, nghĩ là làm, anh Khai liền lấy ra vạn ma đan cho vào miệng nuốt cái ực. Đan vừa vào đã tan ngay trong miệng, mặc dù ta sớm đã biết sự chân quý của vạn ma đan, nhưng đến khi ăn vào trong bụng thật mới có thể hiểu rõ năng lượng của nó lớn mạnh thế nào. Dược hiệu của vạn ma đan so với bất kỳ thứ gì cũng đều cường đại hơn, chẳng trách số lượng trên cấp bậc ma vương, ma tộc lại chiếm ưu thế cực lớn như vậy. Thực lực hai giới từ khi bắt đầu đã không cân bằng, nếu thật sự mặc cho hai giới tiếp tục chiến tranh, tinh giới tuyệt đối lành ít giữ nhiều ta bắt buộc phải tăng nhanh bước chân trước khi ma vực toàn bộ xâm lấn dùng một cách khác để kết thúc chiến tranh giữa hai giới thời gian trôi qua từng viên rồi từng viên vạn ma đan được dương khai cắn nuốt luyện hóa dương huynh thánh tôn nhờ ta truyền tin bên trong tử lâu thánh thành khụ khụ dương huynh thật đúng là người mang tạo hóa lớn trên người trận chiến trụ thiên cả trăm vị bán thánh trắng tay quay về ta cũng bị minh nguyệt đại đế đả thương chỉ riêng dương huynh lại tranh dược cơ duyên thật đúng là khiến chúng ta ngưỡng mộ. Bạch trước uống đến quên lối về cùng anh khai chém dỗ tạo hóa huyền diệu vô thường, ai có thể nói rõ chứ, hôm đó ta cũng không có muốn đến tranh cơ duyên gì hết, chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên mới nói Dương Huynh may mắn, Thánh Tôn để ta chuyển lời đến Dương Huynh, việc của Dương Huynh đã xử lý thỏa đáng rồi, chư vị Thánh Tôn cũng đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không ra tay với ngươi nữa, vậy cũng tức là nói, từ nay về sau ta ở lại ma vực là an toàn rồi hả, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tương đối là sao? Hoang vô cực thánh tôn đã nói rồi, những thánh tôn khác ít nhiều đều phải kiêng rẻ, tự nhiên sẽ không làm khó ngươi nữa, nhưng những bán thánh kia thì chưa chắc. Các thánh tôn đều có chút kiêng rẻ, bán thánh sao lại dám manh động chứ? Dương Huynh, phần cơ duyên này trên người ngươi vốn là chuẩn bị vì bán thánh ma vực, chẳng qua là tình cờ lại rơi lên người ngươi mà thôi, tự cổ người có tiền đều bị ghét. Cơ duyên mê hoặc nhân tâm, nếu không phải ta và Dương Huynh sớm đã quen biết, lại đều làm việc cho thánh tôn, thành thật mà nói ta cũng sẽ động tâm. Ta hiểu rồi, ở trong ma vực này, các ma thánh cố kỵ thân phận và vấn đề thể diện sẽ không làm gì ta, nhưng những bán thánh kia thì sẽ không để yên. Thánh tôn còn muốn ta chuyển lời đến Dương Huynh, nếu như đã có được cơ duyên, tốt nhất thì ở lại thánh thành yên tâm tu luyện. Đợi có ngày nào đó tu vi đại thành, trong ma vực này không ai có thể làm gì được người hết, đây là lời của thánh tôn sao, không thêm bớt một chữ nào hết. Dương Huynh, hỏi một câu không nên hỏi, có phải ngươi đã đắc tội gì với Thánh Tôn không? Theo Thánh Tôn nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy dáng vẻ như thiếu nữ mới lớn như vậy bao giờ. Nếu như Thánh Tôn đã để ngươi truyền lời, vậy là không muốn gặp ta rồi nhỉ, khụ khụ, cái này thì ta không rõ, chỉ là Thánh Tôn cực kỳ coi trọng Dương Huynh, vậy ý của Dương Huynh là. Dương Khai đặt mạnh ly rượu xuống bàn, thời không đợi ta, Thánh Thành ta không thể ở lại thêm nữa. Thánh Tôn nói, Dương Huynh nếu muốn đi, tuy lúc có thể đi, không cần chào hỏi người, cũng tốt, thật muốn gặp mặt cô ấy lại làm mình làm mẩy thì phiền phức lắm. Đúng rồi Bạch Trước huynh, nếu thật sự có bán thánh nào đó tìm ta gây chuyện, ta có thể giết chết hắn không vậy? Dương huynh muốn giết ai sao, kẻ nào gây chuyện với ta thì giết kẻ đó, nếu thật sự có kẻ gây bất lợi cho Dương huynh, Dương huynh tự nhiên có thể lấy máu trả máu, đây là tự do của Dương huynh. Vậy thì tốt đa tạ Bạch Trước huynh đã chiếu đãi, ngày sau gặp lại nhé, vừa ra khỏi tử lâu. Dương Khai đã cảm nhận được thần niệm tra xét của Ngọc Như Mộng, "Hừ, quan tâm ta lắm mà, đây là không nỡ xa ta hả? Đi đây." Một lúc sau Bạch Trước đến hành cung của Ngọc Như Mộng bẩm báo, "Hắn cứ vậy mà đi sao, không để lại câu gì hả? Không để lại bất kỳ một lời nào." Ngọc Như Mộng chắn chặt hàm răng, cả người run lên vì tức giận, Dương huynh đến nay thân mang đại cơ duyên, thực lực lại không tính là cường đại, đến nay mạo hiểm rời khỏi chẳng khác nào trẻ nhỏ cầm tiền đi rêu dao, chỉ sợ sẽ dẫn đến vô số kẻ nhòm ngó hay là thuộc hạ đuổi theo đưa hắn về nhé. Đuổi theo hắn làm gì chứ, cứ để hắn chết ở bên ngoài đi, mỹ nhân mới nếm mùi vị tình yêu, giờ lại phải xa nam nhân. Hơn nữa khi đi còn không thèm nói lời nào với nàng, mặc dù nàng nói hắn không cần chào nhưng đó là nói thôi, hắn có mấy bà vợ sao lại không hiểu chứ. Bạch trước trong lòng ủy khuất vô cùng, ra hỏa này vỗ mông liền chạy, đế lại mình ta chịu sự phẫn nộ của Thánh Tôn, thật đúng là quá không trường nghĩa đi. Thánh Tôn, thuộc hạ quay về đã được mấy ngày, chiến trường hai giới bên kia quần long mất đầu mong thánh tôn ân chuẩn để thuộc hạ quay lại tiền tuyến chủ trì đại cục phải đi nhanh thôi chứ ở đây nghe chửi thì cũng quá ấm ức đi thương thế của ngươi sao rồi không có gì đáng ngại chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là được ngươi nếu có lòng này bản tôn cũng thành toàn cho ngươi vậy thứ này người cầm đi có thể giúp người hồi phục thương thế đa tạ thánh tôn quan tâm lần này đến chiến trường hai giới lấy phòng thủ làm chủ đừng gây thêm chiến tranh nữa đại quân dưới trướng 12 ma thánh đến nay đã phân thành 12 khúc, địa bàn chiếm được đều thuộc về chính mình, đồng nghĩa với là tranh đoạt địa bàn tinh giới cho các thánh tôn, nhưng thánh tôn vì sao lại từ bỏ ưu thế cướp đoạt trước chứ? Tuân mệnh. Bạch trước đi rồi, cơn phẫn nộ của Ngọc Như Mộng mới bộc phát, ma nguyên bùng ra như phá tan cả căn phòng, khốn nạn, khốn nạn mà. Anh khai nào đâu biết bà vợ sáu ở nhà đang nổi trận lôi đình, hắn lúc này đã đi đến bên ngoài ngân ti tẩm điện, từng tên một đều dựng thẳng lưng lên, mới có mấy lần đã yếu đến thế này rồi sao một nữ tử nhìn qua thân ảnh dương khai hóa trang thành ma nhân mà sắc mặt nhìn đến si mê hai má không nhịn được đỏ lên da hỏa này nhìn có vẻ không ổn lắm chủng tộc gì vậy lực ma chẳng trách đợi lát nữa có người dẫn ngươi vào trong điện tiến vào trong đó nhớ hầu hạ đại nhân cho tốt thì ra là ta không ổn à nàng ta khẽ liếm môi thành khát da hỏa cực phẩm thế này ta thật sự muốn mình hưởng dụng trước độ dài sừng của hắn và bán kính cũng không tồi độ cứng thích hợp. Mời, Dương Khai được đưa vào đại điện, bên trong ả mị ma lần trước giúp Nguyệt Tăng Câu dẫn truy phong đuổi theo đang nằm trên giường. Bên cạnh nàng ta là những ma tộc nam tử đang phục vụ như bà Hoàng, ngươi giỏi về gì vậy hả, ta giỏi về gì, nữ vương đại nhân có lẽ tự mình thấy rồi đấy. Đúng lúc này thanh âm vang lên khiến cho ả à bán thánh giật thót, Ây ngân ti đấy hả, lâu rồi không gặp, ta thật nhớ ngươi quá đấy. Dương Khai, anh Khai không chút do dự bàn tay ngưng tụ một trưởng đánh tới, ầm một tiếng, cả tòa đại điện rung lắc dữ dội phản ứng của bán thánh rất nhanh à ngân ti trong chớp mắt dương khai ra tay thân ảnh đã né tránh qua một bên dương khai không dừng lại một trưởng đánh tới nàng ta liền ném một tên nam tử ra trước đón đỡ một trưởng của dương khai âm âm bùm cả tòa đại điện bị đánh ra một cái hố tên vừa rồi bị ném tới đã nổ tung thành bọt máu đám thị nữ thuộc hạ của ngân ti nhanh chóng xông vào to gan dương khai vung bàn tay nguyệt nhận chém tới toàn bộ đám thuộc hạ mới đến cùng đám nam nhân ma tộc mới phục vụ liền bị chém thành mảnh nhỏ. Máu tươi như mưa vung vãi khắp căn phòng, dính lên trên người của ả à bán thánh ngân ti. Ngươi muốn chết, bị dương khai làm nhục sắc mặt nàng ta trở nên rét lạnh, một cỗ thần hồn tỏa ra như muốn thăm dò thứ gì đó. Đang tìm truy phong sao hả, vậy e là khiến ngươi thất vọng rồi, truy phong không ở đại lục này, tiểu huyền giới đương nhiên không tính là một đại lờ UC. Ngươi đột phá rồi, không sai, là thánh tôn nói người đến đây sao hắn là trung phẩm ma vương hay là thượng phẩm ma vương không quan trọng với ta chỉ sợ chuyến này của hắn là ý của thánh tôn chuyện này không liên quan đến thánh tôn chỉ là ta có ân báo ân có oán báo oán mà thôi nghe vậy ả à, ngân ti mới thở ra một hơi nhẹ nhõm dương thân vương giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm ngày đó bổn cung bị nguyệt tang mê hoặc nhất thời bị quỷ ám mới liên thủ với hắn hiểu nhầm ư ngân ti đại nhân cảm thấy chuyện giữa chúng ta chỉ là hiểu nhầm sao Đương nhiên, người ta bây giờ đều làm việc cho Thánh Tôn, thật sự mà xé mặt nhau nội đấu, truyền ra ngoài sẽ chỉ khiến ma thánh khác chê cười thủ hạ của Thánh Tôn vô năng. Nói cũng có lý, nếu đã là hiểu nhầm, vậy chúng ta nói rõ chuyện là được, cũng bớt làm to chuyện. Vân ảnh đại lục ta thương vong vô số trong trận chiến đó, ngân ti đại nhân lẽ nào chỉ dựa vào mấy câu nói mà muốn bổn vương nương tay rút lui sao? Cũng hơi không có thành ý đấy, vậy ngươi cảm thấy bổn cung phải làm thế nào mới thể hiện được thành ý với ngươi đây? Đơn giản, chỉ cần ngân ti đại nhân lấy ra 800 đến 1.000 vạn ma đan, thì chuyện lần này bổn vương không tính toán nữa. Cái gì? 800 đến 1.000 ư? Thân vương chê cười rồi, cho dù có vét sạch nhà ta thì cũng không có nhiều như thế đâu. Ánh mắt dương khai trở nên lăng lệ, ngân ti đại nhân không nể mặt thế sao, bổn vương lại hành động bạo lực đấy nhé. Nhưng quả thực quá nhiều, hay là chúng ta thương lượng lại được không, chả có gì phải thương lượng cả, hoặc là đưa ra một nghìn vạn ma đan, hoặc là bổn vương sẽ dỡ phi vân đại lục này của ngươi. Thân vương cứ phải hùng hổ dọa người như này sao? Ta thấy ngươi chả có chút thành ý gì, vậy thì chắc cũng chả còn gì để nói nữa, bổn vương giết ngươi trước, nói rồi bàn tay dương khai chụp tới, long quyền ma ảnh gào giống tấn công. Giết chết ta, thật không biết ngươi có bản lĩnh lớn thế từ đâu ra nữa, ma nguyên bùng lên hai tay. Ngân ti trực diện lao đến đối kháng với một quyền của Dương Khai, cả tòa phủ đệ nổ tung, khói lửa bay ngập trời. Tên này mạnh thật, thượng phẩm ma vương bình thường không thể so được, sức lực của ngươi cũng không nhỏ đâu. Đám ma tộc thuộc hạ khác của Ngân Ti cũng nhao nhao bay lên, là lực ma đó, tên đó căn bản không phải lực ma gì cả, chúng ta qua đó giúp đỡ đi. Đều cút đi, không có lệnh của bổn cung, thì không được ai đến gần, thân phận của Dương Khai đặc biệt, lỗi như nhỡ tay giết chết thì không dễ ăn nói với như mộng. Dương Khai công kích đến, Ngân Ti liền dễ dàng tránh né, những đòn đánh của Dương Khai căn bản vẫn chưa xuyên qua được tầng phòng hộ bên ngoài. Cảnh tượng này nhìn như kiểu đại nhân đang chơi đùa với một đứa trẻ vậy, tên đó rốt cuộc là nhảy ra từ đâu thế, tại sao lại tự đến rước nhục vào thân vậy. Cản lại một đòn công kích của Dương Khai, Ngân Ti sắc mặt bình thản, thu tay đi Dương Khai, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Bổn Vương vẫn chưa dốc hết sức, sao ngươi lại biết ta không phải là đối thủ của ngươi chứ hả, đủ rồi, ngươi chưa dốc hết sức, lẽ nào bổn cung dốc hết sức rồi sao, từ trong mắt của ngân ti bay ra một cỗ mị ý tác động đến tâm trí của dương khai muốn mê hoặc hắn động tác của dương khai bỗng dừng lại ngân ti khinh thường đi đến sờ lên cánh tay dương khai lẽ nào ngươi không biết mị ma có sở trường nhất là gì sao ngươi thật sự tưởng rằng có thánh tôn bảo vệ thì ta không dám giết ngươi sao nếu như giết ngươi thì cơ duyên đó thuộc về ta rồi nhưng như thế tương đương với việc lật mặt với như mộng ta phải lập tức rời khỏi phi vân đại lục đã kinh doanh nhiều năm đến đầu quân cho một ma thánh khác để có được sự bảo vệ rồi. Nào ngờ bàn tay đang chạm vào ngực Dương Khai bỗng bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy. Không sai, giết ta, Cơ duyên là của ngươi. Dương Khai túm lấy Ngân Ti kéo mạnh, Ngân Ti giật mình bị Dương Khai kéo vào trong ngực, không giết được ta, ngươi là của ta. Dương Khai chẳng thèm để ý tới hàng rách, hắn giơ một tay của Ngân Ti cao lên, tay còn lại ngưng tụ một quyền đấm tới, bắt được ngươi rồi, ngươi. Chẳng qua chỉ là một thượng phẩm ma vương mà thôi sao hắn có thể thoát được khỏi thần hồn mị hoặc của ta chứ đừng coi thường ta nói rồi bàn tay còn lại của ngân ti ma nguyên bùng lên một trưởng đánh ra đối chọi với một quyền của dương khai lại một vụ va chạm chỉ nghe tiếng nổ ầm miệng ả ngân ti rỉ ra máu tươi nhưng bàn tay của nàng ta cũng đã có máu của dương khai hiển nhiên một chiêu vừa rồi nàng ta có chút lợi thế ừ chỉ thế này vẫn còn đây dương khai mở ra long hóa đánh tới cùng với tiến hóa long mạch ta đã có thể khống chế kích cỡ thân thể của chính mình khi long hóa rồi dương khai một quyền đầm đến ngân ti bị một quyền mạnh mẽ đánh bay xuống mặt đất đất đá vỡ vụn đại nhân ta không sao nào ngờ khi nàng ta vừa ngồi dậy đã bị long đuôi của anh khai cuốn chặt lấy không ổn dương khai không chút do dự vung đuôi thân thể của á ngân ti liền bị đập mạnh xuống đất lực đạo quá mạnh khiến mặt đất nổ tung ngân ti miệng phun ra từng ngụm máu nếu không thể mau chóng thoát khỏi sự bó buộc của đuôi rồng này việc hôm nay chỉ sợ khó mà yên Nghĩ đến đấy bàn tay của nàng ta liền nắm chặt xuống đất bốc một nắm đất lớn, ngay sau đó liền vung tay đánh tới mặt Dương Khai, đệt, đến trò ném các trẻ con này cũng dám dùng đến. Là rồng là hổ, thì cũng đều phải ngoan ngoãn nằm xuống cho lão nương, muốn nằm thì cũng là mị ma nằm trước, thích nghịch đất chứ gì. Lão tử sẽ cho ngươi thấy thế nào là nghịch đất, Dương Khai bàn tay đấm mạnh xuống, vô số đất đá ẩm ẩm bay lên điên cuồng vây lấy ngân ti khiến ả ta bị khuất tầm nhìn. Nhưng cơ hội đó, một chảo chụp tới, Tốc độ quá nhanh, Ngân Ti không kịp tránh né, bị một chảo của Dương Khai rạch một vết lớn trên mặt. Máu tươi không ngừng chảy xuống, ngươi, ngươi lại dám, ngươi lại dám đả thương mặt ta. Kết thúc ở đây đi, Ngân Ti gầm lên giữ tợn, sát ý nổi lên, toàn bộ sức mạnh thần hồn ngưng tụ vào một bên mắt chiếu thẳng tới mắt Dương Khai. Nào ngờ anh Khai vẫn lặng yên đứng đó chẳng có chút ảnh hưởng nào, công kích mà ta dùng hết tất cả thần hồn sức mạnh hóa ra vì sao chẳng hề có hiệu quả chút nào hết. Nàng ta nào đâu biết anh khai sau khi lấy được nguyên âm của Như Mộng đã có kháng thể với loại này rồi. Ma thánh còn chưa chắc đã dùng loại bí thuật thần hồn này đã thương được hắn, nói gì đến một bán thánh, còn tiếp tục như thế này ta thật sự sẽ chết mất. Nghĩ đến đây Ngân Ti liền nhìn về đám thuộc hạ hồi nãy bị nàng ta cấm lại gần quát lớn, ngây ra đó làm gì hả, còn không mau giết hắn đi. Đám ma vương trong lòng khó hiểu, hồi nãy chính người bảo chúng ta không được nhúng tay mà, nhưng dù nghĩ thế sau khi nghe lệnh vẫn lao đến tấn công Dương Khai, Dương Khai nở một nụ cười ác độc. Ngươi nói đúng lắm, kết thúc ở đây đi. Sơn Hà Trung bay ra chấn áp xuống vị trí của hai người, bên trong vang lên những thanh âm long ngâm cùng tiếng rên rỉ đau đớn của nữ nhân. Không biết qua bao lâu, khi Sơn Hà Trung nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất, lộ ra cảnh tượng bên trong, Ngân Ti lúc này đã không còn hơi thở nằm gục trên ngực Dương Khai. Nhìn qua còn tưởng là một đôi tình lữ cùng nhau tự tử, trên người hai người tràn đầy máu me, Dương Khai vươn tay đẩy mạnh nàng ta rơi xuống trong ánh mắt trước lúc chết của ả còn hiện lên một nét kinh hãi cùng hối hận như làm gì có liều thuốc nào chữa sự hối hận chứ một vị bán thánh cứ như vậy mà chết đi trên bầu trời mưa bất chợt rơi xuống ngân ti là chủ nhân của phi vân đại lục tự nhiêu là từng luyện hóa bản nguyên của nó bản nguyên từng bị ả luyện hóa thoát khỏi sự gò bó từ đó cả địa lục đều hiện ra dị tưởng thế này đám ma vương dưới trướng sắc mặt cả kinh không thể tin ngân ti đại nhân bại rồi hắn đã nỏ mạnh hết đà không còn bao nhiêu khí lực nữa đâu giết chết hắn, báo thủ cho ngân ti đại nhân. Dương Khai cả người đầy máu ánh mắt vô cùng dữ tợn quát lớn, các ngươi dám bước đến nơi này một bước, ta con mẹ nó bắt buộc sẽ san bằng phi vân đại lục các ngươi. Truy Phong, đến lượt ngươi thư giãn gần cốt rồi, Truy Phong được thả ra từ bên trong huyền giới châu, nó đến ma thánh còn không sợ. Đám ma vương tép diêu này liền như miếng rẻ rách bị nó dẫm đạp dưới chân, chạy mau, chạy mau, ma diệm mã này vậy mà lại có tu vi của bán thánh, chạy mau đi tụi bay ơi, Chết đến nơi rồi. Một hồi lâu sau, khi xung quanh đã không còn một bóng ma tộc nào, Truy Phong chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Khai, miệng nhe ra hàm răng trắng sáng, đuôi vểnh cao lên, Dơ chân trước chạm tay ố rìa với Dương Khai, đại ca thấy em làm tốt không, khen cái cho vui còi. Làm đẹp lắm, khoe mẽ thành công, khoe xong thật đúng là đã lắm, Dương Khai dùng hết sức leo lên lưng Truy Phong, đi, rời khỏi mảnh đất thị phi này trước đã. Rất nhanh một người một ngựa đã chạy ra bên ngoài hoang sơn. Dương Khai thân thể trọng thương vô lực càng ngày càng suy yếu, vẫn là có chút miễn cưỡng. Truy Phong giữ lấy hạt châu này, Truy Phong há miệng ngậm lấy huyền giới châu tiếp tục chạy đi. Dương Khai lê lết thân thể trọng thương tới dược viên trong tiểu huyền giới, Mộc Châu mộc lộ lại một lần nữa cả kinh, đại nhân, ngài lại dùng tính mạng liều mình rồi hả? Thời gian hai nàng đến đây, không biết đã thấy Dương Khai trọng thương bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng vô cùng thê thảm, may mà có hai nàng ở đây, nếu không anh Khai cũng không biết phải làm thế nào vài ngày sau bên trong hành cung của ngọc như mộng tiếng thét ẩm ý vang vọng khắp đại điện khốn nạn mà ai cho hắn cái gan đó dám giết một vị bán thánh của ta chứ khốn nạn nói kỹ xem nào rốt cuộc hắn đã giết ngân ti thế nào dạ thị nữ nhanh chóng bẩm báo lại tin tức ở bên phi vân đại lục đêm hôm trước ngươi là nói từ đầu đến cuối hắn đơn đả độc đấu với ngân ti không có bất kỳ ai nhúng tay vào sao đúng là như vậy chỉ là sau khi dương thân vương kích sát ngân ti đại nhân hình như đã là nỏ mạnh hết đà. Khi các ma vương trên phi vân đại lục muốn gây bất lợi cho hắn, hắn mới gọi ra truy phong hộ giá. Trong mắt của Như Mộng hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà lại có thể làm đến mức độ đó, chết tiệt mà. Tên chết tiệt này vậy mà vừa rời khỏi mị ảnh đại lục đã đi tìm ngân ti gây phiền phức, việc này nếu chuyển ra ngoài, ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười của các ma thánh khác, nhất là tiện nhân Bắc lý mạch kia. Việc này phải xử lý thế nào, mong thánh tôn chỉ thị, tên khốn nạn đó đến nay đang ở nơi nào. Dương Thân Vương sau khi cưỡi truy phong rời đi từ ba ngày trước thì đã không có ai thấy tung tích hắn nữa, vừa giận lại vừa lo, như mộng quát ẩm lên. Cha, tìm hắn về đây cho ta, hắn đến nay chắc chắn thân mang trọng thương, sau khi tìm được hắn thì đưa về Thánh Thành, bản tôn phải đích thân xử lý hắn. Ngoài ra, nói với bên ngoài rằng Ngân Ti cấu kết phản đồ Nguyệt tang, việc làm đen tối tháng trước, đến nay bị giết là do ả tự chuốc lấy. Vậy, phía địch lực đại nhân thì sao, có cần phải để người đi nói một tiếng không, ta đã đuổi địch lực đến chiến trường hai giới. Rồi, không cần báo, lui xuống đi, tạ. À. Đại điện trống vắng, như mộng lại nhìn nghĩ tới lời của Dương Khai từng nói, cứ cho ma vực thật sự có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng sống sót liệu còn lại mấy người chứ, cho dù đám ma thánh các nàng, sợ là cũng không có mấy. Người có thể sống sót đến cuối cùng, thật sự như chàng nói sao. Bên trong tiểu huyền giới, anh Khai đột nhiên mở mắt nhăn nhó, khó chịu quá, giống như có trăm vạn con kiến đang bò trên cơ thể vậy, chủ nhân, người tỉnh rồi sao? Dương Khai cả người vô lực nằm nhìn bầu trời của tiểu huyền giới, ta đã ngủ bao lâu rồi, 8 ngày rồi hả? Lâu vậy sao, từ khi xuất đạo đến giờ, ta chưa từng bị thương nặng đến vậy, chủ nhân người cũng liều mạng quá đấy, Mộc Lộ lo lắng chết mất, người nếu như còn sống tỉnh lại, Mộc Lộ sợ là phải khóc mù mắt mất, làm gì có chứ. Dương Khai cố gắng vươn người ngồi dậy, các người nghỉ ngơi đi, để chúng ta giúp. Hai cô nàng tí hon một người túm áo hắn kéo, một người đến sau lưng hắn đẩy để cho hắn từ từ đứng dậy. Dương Khai ngón tay nhanh chóng vươn ra sờ lên đầu mộc lộ, lại bóp cái mặt nhỏ của Mộc Châu khiến hai nàng thích đến đê mê, thật đúng là vất vả cho hai người quá. May mà đại nhân thể chất rất tốt, nếu không chúng ta cũng hết cách, người bình thường nếu bị thương nặng như vậy, sợ rằng có 10 cái mạng cũng phải chết thôi. Đại nhân kiểm tra cơ thể mình một chút đi. Tuyệt đối đừng để lại bệnh căn gì, được. Thương thế lần này thật đúng là rất nghiêm trọng, cho dù dựa vào năng lực hồi phục cường đại của ta và hai mộc linh không ngừng chữa trị suốt 8 ngày trời, cũng chưa thể hồi phục hoàn toàn, nhưng mà trận đấu liều mạng như này còn mang đến cho ta lợi ích không nhỏ. Ít nhất thì tu vi thượng phẩm ma vương của ta coi như đã ổn định hoàn toàn rồi, quả nhiên, trận đấu sinh tử mới là cách trưởng thành nhanh nhất của võ giả, còn thu hoạch được cái này, ngân ti dù gì cũng là bán thánh, bên trong có lẽ có rất nhiều thứ tốt hơn một nghìn vạn ma đan ư, nữ nhân này cứ vậy mà bị đánh chết, nếu hôm đó ả chịu giao số này ra, ta chưa chắc đã đã phải đánh chết ả, đều là của ta. Dựa vào thực lực của ta hiện giờ, chạm phải bán thánh vẫn còn có sức đấu một trận, nhưng nếu gặp phải ma thánh thì chỉ có thể chịu thiệt thôi. Hiện giờ thứ duy nhất mà ta có thể dựa vào cũng chỉ có không gian thần thông, nghĩ đến đây Dương Khai liền lấy ra vô số không linh ngọc, nhiều không linh ngọc quá. Hắn tranh thủ thời gian, dốc sức luyện chế ra vô số viên không linh châu, vù, nhiều như vậy tạm thời có lẽ là đủ. Tại trước cửa một hang động trống vắng, Truy Phong sau khi ngậm huyền giới châu đã mang đến đây, sau đó ở bên ngoài canh gác, một con nhặng từ xa bay tới. Đại ca ơi cho em xin miếng máu được khung, hừ, xéo đi, anh khai xuất hiện nhìn một màn này, đến con nhặng cũng không bay vào được, làm tốt lắm. Dương Khai vừa xuất hiện, Truy Phong đã như cơn gió chạy tới, một bộ gần gũi quan tâm, gần đây không có ai đến chứ, đại ca không sao chứ, đại ca tỉnh rồi hả, đại ca thấy em làm tốt không, vuốt đầu miếng cho vui đi, được được được, lên đường trước đã, trên đường còn có việc phải làm đấy. Ta phải đem các đại lục của ma vực đều dùng không gian linh châu của mình để liên kết lại với nhau. Ngày sau ta đi lại giữa các đại lục cũng sẽ tiện hơn nhiều, còn gặp phải ma thánh truy sát, ta cũng có thể kịp thời chạy trốn. Nghĩ là làm, một người một ngựa bắt đầu bôn ba khắp nơi đặt không linh châu, nào là dưới tảo biển, nào là đuôi của mỹ nhân ngư, nào là ổ chim chỗ nào có thể đều được anh khai đặt không linh châu, mỗi một đại lục ít nhất cũng lưu lại ba viễn không linh châu, gần giới môn ra vào chắc chắn mỗi nơi phải có một cái, hoặc là có thể bị người khác phát hiện lấy đi, nhưng có lẽ không điên đến mức toàn quân bị diệt, thời khắc mấu chốt có một viên không linh châu phát huy tác cũng không phải lãng phí. Một hồi lâu sau hắn đã cưỡi truy phong tiến đến ngạo tuyết đại lục, lần này tăng cường thân hồn khắc ấn, có lẽ có thể mang đến một bất ngờ cực lớn cho nữ nhân kia, hy vọng cô ta đừng quá kinh hãi là được cảm ứng được dương khai đến, từ bên trong cung điện thân ảnh của Bắc Ly mạch hóa thành tia sáng bay vọt đi về phía giới môn, thằng mất rượi tiện nhân muốn chạy. Đã dùng bí thuật sao, vậy mà mới đó đã kéo giãn khoảng cách, đến Thuấn Di cũng không đuổi kịp. Mợ nó, lần này nếu như để ả à chạy mất nói không chừng thật sự sẽ để ả à có được tự do mất, khốn nạn, dùng thần hồn khắc ấn để giày vò ta. Mợ nó, liều với ngươi, tuyệt đối phải thoát khỏi hắn. Nghĩ đến đây, Bắc Ly mạch nén nhịn cơn đau điên cuồng truyền vào ma nguyên để bí thuật tăng tốc cực hạn chạy về giới môn. Đây, đây là quyết tâm tự tin đến mức nào, vậy mà lại dám đọ tốc độ với truy phong của ta sao? Tiện nhân kia chịu đủ dày vò từ thần hồn khắc ấn, chạy không nhanh được, ngươi tốt nhất là mau đứng lại, nếu không ngươi chết chắc rồi. Được lắm, được lắm, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì đừng trách bản vương tâm địa độc ác, chết tiệt, lại thúc động thần hồn khắc ấn nữa. Dương Khai cả đầu đau đớn bị phân tâm, tốc độ của bác ly mạch nhanh chóng chậm lại, rất nhanh anh khai đã đuổi đến, ây dô dô dô, đợi lâu không được nhỉ, còn không nhanh bằng ta, mới vậy đã chạy không nổi nữa rồi à, phải luyện thêm nhiều, nào, ta cùng người chạy thêm một đoạn. Bác ly mạch cắn chặt răng vung tay công kích tới dương khai, ôi chao, dọa chết ta mất, cho người thêm phát nữa mạnh hơn vậy. Thân hồn lạc ấn điên cuồng rung động, thức hải của bác ly mạch như muốn nổ tung, miệng không ngừng thổ huyết không dám tấn công anh khai nữa nàng ta cắn răng nhịn đau cấp tốc bay đi bắt buộc bắt buộc phải kiên trì được đến nơi đó thì ra mục tiêu của ngươi là thông qua giới môn cố chấp như vậy sao tưởng rằng rời khỏi ngạo tuyết đại lục ta sẽ không làm gì được người chắc không chút do dự bay vụt qua giới môn bắc ly mạch khoái ý cười lớn ha ha à, ta thành công rồi xuyên xuyên qua giới môn rồi đúng là ngươi đã thành công xuyên qua tường không khí rồi chạy đi ngươi chạy tiếp đi tiện nhân vậy mà lại dám ra tay với ta. Ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy Dương Khai, Bắc Ly mạch trong lòng như chìm vào đáy vực, ma vực này còn có ma thánh nào xui xẻo hơn ta nữa không? Đều tại tiện nhân huyền băng kia ban cho, ta hận không thể khiến ả sống lại để giết ả thêm mấy trăm lần nữa, nói chuyện với người đây này, tại người điếc hả? Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi muốn bản tôn nói cái gì, ai cho người cái gan ra tay với ta hả? Nói đi, Dương Khai thúc động lạc ấn, Bắc Ly mạch cả người run rẩy vì đau đớn, Mồ hôi lạnh ứa ra như mưa, tên khốn nạn, nhà ngươi, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, còn có lần sau nữa. Ta sẽ lột sạch đồ ngươi, coi như ngươi là phong cảnh mà dạo một vòng ở ngạo tuyết đại lục. Ngươi dám, ngươi có thể thử, xem ta có dám không, đừng thách thức ta, ta làm thật thì đừng có mà hối hận, cái tội trước đây dám bón hành cho anh khai, chẳng cái gì ngu bằng, chơi gì cũng ngu. Dạng chân ra, không đúng, mở thức hải ra, ta phải tăng cường thần hồn khắc ấn. Bắc Ly Mạch không dám làm trái ý hắn nữa, liền ngoan ngoãn cúi đầu để anh khai làm việc, thần hồn khắc ấn của ta đã bị ả mài mất hơn nửa rồi. Còn không tăng cường nữa thì chưa đến 10 ngày nửa tháng sẽ hoàn toàn bị giải trừ, ta đến thật đúng lúc lắm. Một lúc sau, được rồi, Bắc Ly Mạch cảm nhận trong thức hải liền cả kinh, trước mắt cường độ thần hồn khắc ấn này, ít nhất cũng phải phá giải mấy năm. Thần hồn của ngươi không thể nào phát sinh biến hóa lớn trong thời gian ngắn như vậy được, rốt cuộc ngươi là ai chứ? Ta chính là ta, còn có thể là ai nữa chứ? Sao ta lại cảm thấy ta hiện giờ đã có năng lực nắm bắt sinh tử của ngươi rồi nhỉ? Ngươi có muốn thử chút không? Đồng tử của bác Ly mạch co rút, như nghĩ đến khả năng duy nhất. Ha 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 ha, có gì đáng cười chứ? Ngươi và Ngọc như mộng. Làm cái đó rồi hả? Chỉ có như thế thì thần hồn của Dương Khai trong thời gian ngắn mới tăng nhanh như thế được. Điểm gây cười của ngươi cũng thấp quá đấy, là thật hả? Không nghĩ bác Ly mạch chỉ đoán bừa nhưng lại là sự thật ta và như mộng vốn là yêu thương lẫn nhau tình đầu ý hợp đến nay nước chảy xuôi dòng thiên địa giao hòa có gì khó hiểu đâu chứ không có gì không có gì chỉ là tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều mà thôi nữ nhân đó cũng thật chịu đầu tư lên người ngươi nhỉ nếu như ngươi nguyện ý ta cũng có thể thu ngươi luôn về sau xương tỉ muội với như mộng là được đi chết đi một hồi sau bên ngoài ngạo tuyết băng cung dương huynh phụng lệnh thánh tôn bá nha dẫn 50 vạn ngạo tuyết băng vệ nghe theo lệnh dương huynh rất tốt. So với ngạo tuyết băng vệ, lính của ta ở Lam Nguyên và Vân Ảnh lúc trước đều là cái thứ gì vậy chứ? 50 vạn người này mới là cường tộc sung phong chiến trận, công thành phá trại thật sự. Bắt đầu từ bây giờ, 50 vạn ngạo tuyết băng vệ này là của Dương Khai ta rồi, cho dù Bắc Ly Mạch không nói muốn tặng những kẻ này cho ta, nhưng nếu như đã rơi vào tay ta rồi. He he, còn lâu mới lấy lại được, bá nha nhìn nụ cười xấu xa của anh Khai mà dùng cả mình, cứ cảm thấy như bị bán rồi vậy. Còn phải giúp đếm tiền nữa. Dương huynh, ngươi thật sự muốn đến địa bàn của các vị ma thánh để tu sửa giới môn sao? Đến nay Dương huynh đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, thời gian này thật sự không thích hợp lộ diện. Làm việc phải có đầu có đuôi mới được, mặc dù lúc trước ở trụ Thiên Đại Lục chư vị bán thánh và bản vương có chút hiểu lầm, nhưng nếu là việc đã đáp ứng với người khác, vậy thì phải hoàn thành, đúng rồi, thánh tôn nói thế nào với ngươi? Thánh tôn để chúng ta nghe theo chỉ huy của Dương huynh, không được chống lại cho dù ta bảo các người đi giết một vị ma thánh sao lệnh của dương huynh ngạo tuyết băng vậy có chết cũng không tử tốt lắm vậy thì xuất phát dạ tưởng thế nào nếu đến bán thánh cũng dám giết vậy thì chẳng lo cái gì nữa rồi đến tên nào ta hốt gọn tên đó luôn tặng cho hắn một vé du lịch địa phủ đội quân như vũ bão tiến đến trụ thiên đại lục nơi cửa vào giới môn bá nha huynh đợi ta ở nơi này ta rất nhanh sẽ quay về thôi dạ trụ thiên đại lục Nơi này chính là nơi táng thân của một vị đại đế, cũng là nơi mà Minh Nguyệt đại đế đã dùng tính mạng của mình đem trách nhiệm và dặn dò cuối cùng giao lên tay ta. Cũng không biết quay về tinh giới rồi, phải giải thích với Lam Huân sư muội thế nào đây nữa. À có rồi. Huyền giới châu hóa thành cổ cổn nhe ra bộ răng sắc nhọn thèm thuồng, Dương Khai giang rộng hai tay hào khí liễm nhiên, "Lam Huân sư muội, ta mang một cục đất về làm kỷ niệm cho muội vậy, không biết nếu Lam Huân nhìn thấy một màn này, liệu có quên luôn việc mất cha mà cười phá lên không nữa?" hẳn là mang một cục đất về làm kỷ n truy phong ở một bên cười rụng răng mất cồn cồn đem trụ thiên đại lục nuốt vào cho ta theo tiếng quát của dương khai cồn cồn như tầm ăn lá dâu bắn đầu há miệng cắn từng miếng bên trong tiểu huyền giới tại khu ma vực hoắc luân buồn chán nhìn lên bầu trời ai oán ma sinh tịch mịch như tuyết mà hắn nghe lệnh dương khai đến đây theo dõi biến cố mà mãi chẳng thấy có cái gì lạ cả đúng lúc này bầu trời đột nhiên nổi sầm to Giữa không trung xuất hiện một cái hố đen, hai tháng rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy động tĩnh khác, đây có lẽ chính là cơ hội cho ta thoát đi. Từ bên trong hố đen từ từ chui ra một vật thể vô cùng to lớn, cái gì? Đây là mảnh, mảnh vỡ đại lục sao? Đại, đại lục này bị tiêu hóa rồi sao? Chắc không phải ta đang ở trong bụng của hồng hoang cự thú nào chứ? Năng lượng của thế giới này hình như càng thêm nồng hậu hơn chút so với lúc trước, thiên địa pháp tắc cũng trở nên hùng hậu hơn. Hoặc là đến một ngày nào đó Nơi này sẽ trở thành một ma vực mới, nhớ lại lời Dương Khai từng nói, ta khi đó còn không coi là gì, hiện giờ xem ra, cũng không phải không có khả năng à. Trên bầu trời bỗng xuất hiện rất nhiều điểm sáng, ồ, còn có thứ mà thế giới này không thể tiêu hóa sao, đi xem thử là gì. Hoắc Luân bay tới một vị trí rơi xuống của điểm sáng, là thượng phẩm ma bảo, còn có nhiều không gian giới như vậy, thứ từ trên trời rơi xuống này thì ra là nhân bánh à. Bên ngoài, trụ thiên đại lục trong một đại lục phế tàn đều có ẩn giấu một phần thiên địa pháp tắc của ma vực tích tiểu thành đại dưới sự biến đổi từ chất thành lượng huyền giới châu có thể phát sinh biến hóa dung chuyển đất trời nếu như cách nghĩ này thật sự có thể thực hiện vậy trận chiến giữa hai giới có lẽ có thể được ta dẫn hướng sang một con đường khác thời gian trôi đi mỗi một lần cồn cồn ăn xong dương khai liền xuyên qua giới môn dẫn đội quân chạy đi một đường này hắn giống như đang dẫn 10 vạn đại quân du sơn ngoạn thủy vậy căn bản không hề đi tu sửa giới môn cứ cách một khoảng thời gian đều phải dừng lại rời đi một trận để ngạo tuyết băng vệ phong tỏa mảnh đất đó. Mỗi lần nơi hắn dừng lại đều là nơi giới môn liên kết đến một đại lục bị biến mất từng tồn tại. Lẽ nào hắn thật sự có thể đà thông lại những giới môn của đại lục đã biến mất kia sao, sau đó tiến vào trong khối đại lục đó. Hắn đến những đại lục đã biến mất này cũng có thể tìm được, hoặc là hắn thật sự có thể tránh được vận mệnh khiến ma vực bị hủy diệt. Dương Khai liếc mắt nhìn bá nha, hắn hình như đã phát hiện ra gì đó, vừa hay có thể để hắn báo tin cho bác Lý Mạch trước, thăm dò thử thái độ của bác Lý Mạch. Bên trong tiểu huyền giới, không chỉ ngọn núi mà ta đang ở đã cao lên, cả thế giới đều lớn lên rất nhiều, thế giới này rõ ràng đang mở rộng ra cùng với tàn phiến của đại lục được thôn phệ vào. Thiên địa pháp tắc, thiên địa năng lượng cũng dần tăng cường, hắn đây là đang sáng thế à, thủ đoạn kinh thiên động địa thế này, hắn rốt cuộc là ai vậy chứ? Thời gian một năm chớp mắt là qua, thời gian dài như vậy, hắn đã không còn né tránh ta nữa, thậm chí còn quang minh chính đại mà thả hắc cầu kia ra trực tiếp cắn vỡ hư không. Dương Khai từ bên trong thông đạo bay ra, vất vả cho bá nha huynh rồi, so với những việc Dương huynh làm, ta chỉ là ngắm phong cảnh bên bên ngoài thôi, có gì mà vất vả chứ, bên ngoài không có chuyện gì chứ, có một hơi thở mỏng manh, nhưng mà không hề lại gần. Một năm nay chúng ta phát sinh xung đột với bán thánh đã không dưới 10 lần, một lần hung hiểm nhất chính là gặp phải năm bán thánh liên thủ. Ta và Truy Phong mỗi người giữ chân một tên, mà Dương Huynh một mình đối phó truy sát của ba người, vẫn có thể toàn thân rút lui, không thể không phục. Bá Nha Huynh đã quá khen rồi, may mà đã để lại không linh châu ở các nơi trong ma vực, ba vị bán thánh đến một cọng lông cũng không sờ đến được. Ngược lại bị thủ đọa xuất quỷ nhập thần của ta dày vò đủ mệt, bám theo sau mông ta mà ăn bụi nửa tháng trời. Đến nay bán thánh của cả ma vực đều biết, trừ phi có trên 10 bán thánh liên thủ, nếu không cũng không làm gì được Dương Huynh. Đúng rồi, Ma vực đã không còn đại lục nào biến mất nữa rồi hả? Ma huyết đại lục mà Dương huynh vừa đến chính là đại lục cuối cùng bị biến mất rồi. Mặc dù cương vực của tiểu huyền giới đã mở rộng đến có thể sắp xếp ổn thỏa cho cả tỷ người sinh hoạt, nhưng vẫn chưa đủ. Thiên địa pháp tắc trong cương vực mới mở rộng cũng không kém gì tinh vực, có thể sinh ra cường giả mạnh nhất cũng chỉ là hư vương cảnh mà thôi. Hoắc Luân chính là vật thí nghiệm tốt nhất, thực lực của hắn hiện giờ đã đến đỉnh phong của hạ phẩm ma vương, nhưng lại mãi không thể đột phá nút thắt. Đi thôi xem ra cũng chỉ có thể mạo hiểm đưa ra hạ sách thôi, hy vọng nữ nhân Bắc Ly mạch kia sẽ không lật mặt với ta. Một hồi sau trường thiên cung điện, bá nha được anh khai dẫn đến Bách Linh đại lục ngắm cảnh, mà tỉ muội nhà liên thì nhìn bá nha vô cùng chán ghét, mở nó. Loại ánh mắt như nhìn rác rưởi này của bọn họ khiến ta hưng phấn quá đi, bản thân người muốn đến Bách Linh đại lục thì thôi đi, sao còn lôi cả ta đến cùng chứ. Bên trong đại điện, tiền bối, trên người ta cũng không mọc ra hoa, ngài nhìn ta như vậy làm gì vậy, Ngài nhìn ta như vậy, khiến ta sợ quá đi, ta quả nhiên không nhìn sai người. Đến nay ngươi có phần cơ duyên đó trên người, ngày khác cơ hội thăng thành ma thánh sẽ tăng hơn rất nhiều, bách linh đại lục ta có người kế thừa rồi. Nếu như ngươi đã có cơ duyên như vậy, về sau đừng tùy ý lộ diện bên ngoài nữa, ở lại bách linh đại lục yên tâm sinh sống đi. Tiền bối là muốn để ta về sau ở lại luôn trên bách linh đại lục, tĩnh tâm khổ tu, sau đó tấn thăng ma thánh sao. Không sai, Phía Ngọc Như Mộng bản tọa sớm đã bàn ổn thỏa với cô ta rồi, chắc hẳn cô ta cũng sẽ không có ý kiến quá lớn, tiểu tử cảm tạ tiền bối đã che chở. Nhưng tiền bối, Bách Linh địa lục mặc dù rất lớn, nhưng đối với ngài và Thánh Linh ở nơi này mà nói, vẫn là có chút bé, ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, khả năng của tiền bối so với 12 ma thánh chỉ mạnh hơn chứ không yếu, dựa vào cái gì chỉ chiếm một Bách Linh đại lục nhỏ bé này chứ? Tiền bối chính là Long Tộc, Long Tộc chính là trưởng của Vạn Linh, tự nhiên là phải ngao du cửu thiên, chứ không phải bị nhốt ở một nơi thế này. Trong ma vực vốn đã không có bách linh đại lục, đây là do bản tọa hao phí nửa đời tâm huyết mà đánh xuống được. Ma vực đúng là rất to, đại lục cả trăm cả ngàn, nhưng bản tọa lại chỉ có một, khó mà địch lại. Tiền bối đến nay còn có ta, ngươi dã tâm không nhỏ nhỉ, nhưng cũng phải có thực lực tương ứng, tiền bối hiểu lầm ý ta rồi. Ta không phải muốn xúi dục tiền bối đi chiếm đoạt địa bàn của các vị ma thánh, ma vực sớm đã đang trong trạng thái phân liệt. Cứ cho là tranh được địa bàn của người khác thì đã sao chứ, đại chiến hai giới lại tiến triển đến nước sôi lửa bỏng như vậy, tiền bối thật sự có thể thoát thân bên ngoài sao? Ngươi có cách giải quyết sao, vẫn còn đang thăm dò, không dám nói nhất định có thể thành, nhưng ít nhất là có phương hướng, việc này nếu thành công, không chỉ có thể dập tắt chiến hỏa của chiến tranh giữa hai giới. Vãn bối thậm chí còn có thể mang đến cho Bách Linh Đại Lục, cùng với cả ma tộc một nơi ở càng tốt hơn. Anh khai đây là muốn nhá hàng mảnh đất quý hiếm, Hắn nói cho Trường Thiên là muốn kêu gọi vốn đầu tư rót vào đây mà, mưu mô quá đi nhưng mà muội thích. Hết tập 139 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, yêu yêu cả nhà, chu cà mo, chụt chụt.